Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chuyên đề về giới hạn và liên tục. Ở trong video ngày hôm nay là chúng ta dành bài tập là chúng ta tính giới hạn khi x tiến đến vô cực, tức là khi x tiến đến cộng vô cùng hoặc là x tiến đến trừ vô cùng ha. Đầu tiên là chúng ta tắt lý thuyết. Thì giới hạn khi x tiến đến vô cực là limit at infinity. Dạng vô định là vô cùng trừ vô cùng hoặc là vô cùng trừ vô cùng. Trường hợp không phải dạng vô định thì chúng ta có một số kết quả: hằng số chia cộng trừ vô cùng thì nó bằng không. Các em chú ý constant là hằng số ha. Và chúng ta xét là nó khác không. Tương tự hằng số chia không nó bằng là cộng hoặc là trừ vô cùng. Lúc nào nó bằng cộng, lúc nào nó bằng trừ thì tùy thuộc vào dấu. Ở bài cụ thể thì chúng ta sẽ phân tích kỹ. Cộng vô cùng thì nó bằng là cộng vô cùng. Trừ vô cùng, nó trừ vô cùng thì nó bằng là trừ vô cùng. Ứng với dạng vô định là vô cùng trừ vô cùng nếu có căn thì chúng ta sử dụng kết hợp phương pháp là rationalization, phương pháp nhân lượng liên hiệp ha. Thì phương pháp này các em sẽ học ở video sau. Khi chúng ta áp dụng phương pháp nhân lượng liên hiệp thì chúng ta thường dùng là ba hành thức này, cho nên là 1, cho nên là 2 ha. Nếu đang có cái này thì chúng ta nhân cái này. Tương tự đang có cái này thì chúng ta nhân cái này. Chúng ta thường dùng hành thức này nếu là căn bậc 2, và dùng hành thức này nếu là căn bậc 3. Và chúng ta sẽ được phần lý thuyết. Sau đây là chúng ta làm bài tập ví dụ. Bài tập đầu tiên là tính giới hạn khi x tiến cộng vô cùng của 100 chia x bình phương cộng 5. Thì tiện để mình nhắc luôn, x tiến cộng vô cùng, một số giáo trình hay là slide người ta viết là x tiến vô cùng mà. Vậy khi các em bắt gặp x tiến vô cùng thì chúng ta ngầm hiểu là x tiến cộng vô cùng. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Tử là một hằng số khác không, mẫu có dạng đa thức. Thì chúng ta bỏ hết, chúng ta nhẩm thì chúng ta chỉ lấy là đa thức có bậc cao nhất. Vậy chúng ta lấy x bình phương. Lấy x tiến cộng vô cùng, các em thấy vào thì cộng vô cùng bình phương nó bằng cộng vô cùng. 1 mà chỉ cộng vô cùng nó bằng 0. Hay nói cách khác là constant ha. Với constant khác không, nó chia cộng hoặc trừ vô cùng thì nó bằng 0. Các em được bài đầu tiên. Sau đây là chúng ta sang bài số 2. Bài tập ví dụ số 2 là tính lim khi x tiến âm vô cùng của 7 chia x mũ 3 trừ 20. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Tử số là một hằng số khác không, mẫu số là một đa thức. Thì khi x tiến cộng trừ vô cùng, các em chỉ lấy là bậc cao nhất ha, tức là x mũ 3. Vậy mẫu số mũ 3 là vô cùng, các em thế vào thì các em có được âm vô cùng. 7 chia vô cùng thì nó bằng 0. Xong được bài số 2. Sau đây là chúng ta xem bài số 3. Bài tập ví dụ số 3 là tính lim khi x tiến cộng vô cùng của 3x mũ 3 trừ 1.000 x bình phương. Thì bài này là giới hạn một đa thức khi x tiến cộng vô cùng. Áp dụng quy tắc ha, các em chỉ lấy là bậc cao nhất. Và giới hạn từ một cái này chỉ là giới hạn của 3x mũ 3. Khi x tiến cộng vô cùng, các em thấy bạn thì rõ ràng kết quả cuối cùng nó bằng là cộng vô cùng ha. Các em thì được bài số 3. Sau đây là chúng ta xem bài số 4. Bài tập ví dụ số 4 là tính lim khi x tiến âm vô cùng của x mũ 4 cộng 5 x bình cộng 1. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Áp dụng quy tắc là giới hạn một đa thức khi x tiến vô cùng, các em chỉ lấy là số mà có bậc cao nhất, và các em lấy là x mũ 4.
Lấy âm vô cùng các em thế vào thì âm vô cùng màu trắng, nó ra là cộng vô cùng ha. Vậy cộng vô cùng là kết quả cuối cùng. Các em cho được bài số 4. Sau đây là chúng ta xem bài số 5. Bài tập số 5 tương tự là khi x tiến cộng vô cùng của x mũ 5 trừ x bình cộng x trừ 10. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Thì rõ ràng là toàn bộ cái này, khi x tiến cộng vô cùng, các anh chị lấy x mũ 5. Rồi các em lấy cộng vô cùng, các em thấy vào đây, các em được kết quả là cộng vô cùng. Sau đây là chúng ta sang bài 6. Bài tập ví dụ số 6 là tính liền khi x tiến âm vô cùng của x cộng 7 chia bởi x cộng 5. Ở tỉ số, các em lấy là x. Ở mẫu số là 3x. Vậy chúng ta có được là tử nó ra âm vô cùng, mẫu cũng ra âm vô cùng. Vậy có dạng vô định là vô cùng trên vô cùng. Vì có dạng vô định nên chúng ta phải đi xử lý. Sau đây là cách xử lý. Bước đầu tiên là chúng ta tìm là bậc cao nhất của tử. Thì rõ ràng bậc cao nhất là bậc 1. Hay nói cách khác là x ha. Bước số 2 là tìm bậc cao nhất của mẫu. Mẫu là x cộng 5. Bậc cao nhất cũng là bậc 1. Tương ứng là x ha. Các em so sánh, rồi các em lấy bậc cao nhất của cả tử và mẫu. Thì rõ ràng bậc cao nhất của tử và mẫu, hay nói cách khác là bậc cao nhất của toàn bộ phân số này, nó bằng 1 hay là x. Vậy bước xử lý tiếp theo, ở tử các em đặt x làm nhân tử chung, ở trong còn lại là 1 cộng cho 7 phần x. Ở mẫu cũng tương tự ha. Một cách tổng quát, nếu bậc cao nhất của tử và mẫu là x mũ a, thì cách giải ở tử số các em đặt x mũ a lên tử chung, tương tự ở mẫu số cũng đặt x mũ a lên tử chung. Đặt nhân tử chung ở mẫu số còn lại cái này. Rồi x các em đơn giản, các em mới được chỗ này. 7 chia em vô cùng nó bằng 0, 5 chia em vô cùng cũng bằng 0. Và các em có được kết quả nó bằng là 1/3 ha. Các em sẽ được bài số 6. Sau đây là chúng ta sẽ bài số 7. Bài tập ví dụ số 7 là tính liền khi x tiến cộng vô cùng của 7x bình cộng x trừ 100 chia 2x bình trừ 5x. Ở tử số các em lấy là 7x bình, mẫu số các em lấy là 2x bình. Lấy x tiến cộng vô cùng các em thế vào thì các em có được dạng là vô cùng hay là cộng vô cùng ha, chia cộng vô cùng là dạng vô định ha. Để xử lý dạng vô định này thì áp dụng phương pháp là tìm bậc cao nhất. Bậc cao nhất là tử là bậc 2, ở mẫu cũng là bậc 2. Vậy bậc cao nhất của toàn bộ phân số là bậc 2, tương ứng là x bình phương. Vậy cách giải là chúng ta lấy x bình phương ở tử làm nhân tử chung, tương tự là x bình phương ở mẫu làm nhân tử chung. Sau đây là cách giải chi tiết. Tử đặt x bình phương ra ngoài, ở trong còn lại là 7 cộng 1 phần x trừ 100 chia x bình. Tương tự ở mẫu đặt x bình phương ra ngoài, ở trong còn lại là 2 trừ 5 chia x. Rồi các em triệt tiêu. Sau khi triệt tiêu các em được chỗ này. Tại đây các em có được chỗ này bằng 0, chỗ này bằng 0, chỗ này bằng 0. Vậy kết quả cuối cùng là 7/2 ha. Các em xem được bài số 7. Sau đây là chúng ta xem bài số 8. Bài tập ví dụ số 8 là tính liền khi x tiến cộng vô cùng của x bình phương trừ x cộng 7 chia x mũ 3 cộng 10x trừ 4. Để nhận dạng, các em ngắt hết tử còn được x bình phương, mẫu còn được x mũ 3. Và cái dạng vô định là cộng vô cùng chia cho cộng vô cùng. Sau đây chúng ta xử lý. Bậc cao nhất của tử là bậc 2, bậc cao nhất của mẫu là bậc 3. Vậy bậc cao nhất của toàn bộ phân số là bậc 3, tức x mũ 3. Vậy cách giải là ở tử và mẫu các em đặt x mũ 3 làm nhân tử chung. Tử đã x mũ 3 ở trong cùng lại cái này ha. Tương tự mẫu đã x mũ 3 ở trong cùng lại cái này.
Rồi các em đơn giản, các em được chỗ này. Rồi chúng ta có chỗ này bằng 0, chỗ này bằng 0, chỗ này bằng 0, chỗ này bằng 0, chỗ này bằng 0. Vậy 0 chia 1 nó bằng 0. Vậy kết quả cuối cùng nó bằng 0. Các em sẽ được bài số 8. Sau đây là chúng ta sẽ bài số 9. Bài tập ví dụ số 9 là tính giới hạn khi x tiến âm vô cùng của 7x bình cộng x cộng 11 chia 4 trừ x. Đầu tiên là chúng ta nhận dạng ha. Ở tử là 7x bình phương, dưới mẫu là trừ x. Vậy có dạng vô định là vô cùng trên vô cùng ha. Một cách cụ thể, tử là cộng vô cùng, mẫu là âm vô cùng. Tóm gọn là vô cùng trên vô cùng ha. Sau đây là chúng ta xử lý. Bậc cao nhất là tử là bậc 2, bậc cao nhất là mẫu là bậc 1. Vậy bậc cao nhất của tập hợp phân số là bậc 2. Vậy cách giải, ở tử và mẫu các em đặt bậc 2 như thế chung. Rồi các em đơn giản luôn, các em được chỗ này. Rồi chúng ta tính chỗ này bằng 0, chỗ này bằng 0. Chỗ này cũng ra 0, chỗ này cũng ra 0. Vấn đề đặt ra là 7 chia 0 nó bằng là cộng vô cùng hay là trừ vô cùng. Sau đây là chúng ta phân tích. Ở tử số là 7 cộng 1 phần x cộng 11 phần x bình phương, chúng ta có được số này gần bằng 0, dù cộng hay trừ cũng không đáng kể. Tương tự số này cũng gần bằng 0, dù cộng hay trừ cũng không đáng kể, mà nó cộng cho 7. Vậy các em có được ở tử số nó bằng dấu dương. Ở mẫu số 4 chia x bình phương, khi x tiến âm vô cùng thì chúng ta có được nó gần bằng 0 nhưng mà dương ha. Tương tự 1 chia x thì số này nó gần bằng 0 nhưng nó âm. Vì lý do phía trước có dấu trừ nên chỗ này nó thành dấu cộng. Hai cái này cộng lại thì mẫu số là dấu cộng. Vậy cộng chia cộng, các em được cộng, vậy kết quả là cộng vô cùng ha. Các em sẽ được bài số 9, sau đây là chúng ta sẽ bài số 10. Bài tập dụ số 10 là tính liêm khi x tiến cộng vô cùng của căn bậc 2 x mũ 3 cộng 7x chia 4x mũ 3 cộng 5. Để giải bài này thì chúng ta dùng tính chất là liêm căn bậc A của hàm fx thì nó bằng là căn bậc A liêm của hàm fx ha. A trong bài này là căn bậc 2. Sau đây là chúng ta áp dụng tính chất này để chúng ta giải bài này. Áp dụng tính chất thì chúng ta có được chỗ này. Tiếp theo là chúng ta tính liêm rồi chúng ta tính căn. Liêm các em tính bình thường, bậc cao nhất của phân số là bậc 3, vậy các em rút x mũ 3 đây ha. Rồi các em đơn giản, các em mới được chỗ này. X tiến cộng vô cùng, cái này bằng 0, cái này cũng bằng 0. Vậy trong dấu căn nó bằng là 1/4. Căn 1/4 nó bằng là 1/2 ha. Các em sẽ được bài số 10. Sau đây là chúng ta sẽ bài 11. Bài tập ví dụ số 11, tính liêm khi x tiến âm vô cùng của x trừ căn bậc 2 x bình phương cộng 7. X tiến âm vô cùng, lấy các em thế vào, các em có được là âm vô cùng nó trừ cho vô cùng thì rõ ràng cái này không phải vô định ha, nó bằng luôn là âm vô cùng. Vậy chúng ta được kết quả cuối cùng nó bằng âm vô cùng ha. Các em chú ý vô cùng trừ vô cùng mới là vô định ha. Các em sẽ được bài 11. Sau đây là chúng ta sẽ bài 12. Bài tập ví dụ số 12 là tính liêm khi x tiến cộng vô cùng của x trừ căn bậc 2 x bình phương cộng 7. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Khi x tiến cộng vô cùng, lấy cộng vô cùng các em thế vào, các em có được là vô cùng trừ vô cùng hay là cộng vô cùng trừ vô cùng ha, nó như nhau. Thì rõ ràng đây là dạng vô định. Chỗ đây là căn bậc 2,
nên ta dùng kết hợp của phương pháp là rationalization, là phương pháp nhân lượng liên hiệp ha. Xem cái này là A, cái này là B. Vì căn bậc 2 nên chúng ta dùng hạng thức là A bình trừ B bình. A bình trừ B bình thì nó bằng là A trừ B nhân A cộng B. Vậy hiện tại các anh đang có là A trừ B. Vậy các anh nhân tử vào mẫu cho A cộng B. Đây ha. Ở từ số là hạng thức nó bằng A bình trừ B bình. Các anh rút gọn nó bằng là trừ 7. Dưới mẫu các anh ghi lại. Mẫu số thì các em lấy bậc cao nhất là x. Thì rõ ràng khi x tiến cộng vô cùng thì mẫu số nó bằng cộng vô cùng. Trừ 7 chứ cộng vô cùng nó bằng 0. Vậy cái đáp bài này nó bằng 0.